Công dụng tuyệt vời của nước hoa hồng bạn đã thử. Trong đó, loại nước chiết xuất từ những cánh hoa hồng thanh cao, mảnh rẻ vốn quen thuộc với cái tên nước hoa hồng bằng 8 công dụng vô cùng tuyệt vời đã và đang từng bước chinh phục trái tim của hầu hết phái đẹp trên thế giới. Làm sáng da, trong nước hoa hồng chứa nhiều thần dược làm đẹp như chất chống lão hóa, chất chống oxy hóa. Kiên trì sử dụng nước hoa hồng ít nhất 2 lần một ngày, sau khi thức dậy và trước khi đi ngủ, bạn sẽ sớm có một làn da mịn màng và tươi sáng. Tẩy trang. Nếu bạn thường chỉ trang điểm nhẹ nhàng hoặc da bạn thuộc hàng nhạy cảm thì nước hoa hồng là giải pháp số 1 bạn nên chọn để tẩy trang thay vì sử dụng các loại nước dầu tẩy trang khác chứa hóa chất. Với thành phần vô cùng lành tính, lại có khả năng làm sạch hiệu quả, nước hoa hồng sẽ giúp bạn nhanh chóng gột rửa lớp make up và loại bỏ mọi bụi bẩn. Ngoài ra, nước hoa hồng kiềm dầu rất tốt, ngăn chặn sự xuất hiện của mụn nhọt và mẩn ngứa, đồng thời an toàn ngay cả khi bạn bị dị ứng, viêm da hay bị eczema. Cân bằng da, tẩy trang, cân bằng và dưỡng ẩm hàng ngày là 3 bước cần thiết để sở hữu một làn da mịn màng và khỏe khoắn. Điều tuyệt vời là cả 3 bước này đều có trong một loại mỹ phẩm duy nhất, đó là nước hoa hồng nguyên chất. Sử dụng nước hoa hồng sau khi tẩy trang sẽ khiến da trở lại trạng thái cân bằng tự nhiên và khỏe mạnh nhất. Dưỡng ẩm. Với đầy đủ các thành phần dưỡng ẩm từ thiên nhiên, nước hoa hồng vừa cung cấp độ ẩm cho da, vừa làm mềm các tế bào da. Giống như cái cây được tiếp thêm nguồn sống mỗi lần tưới nước, da bạn sẽ tươi trẻ và căng tràn sức sống khi được dưỡng ẩm thường xuyên. Độ pH của da nhờ vậy cũng được duy trì. Dưỡng tóc. Hiệu quả dưỡng ẩm của nước hoa hồng không chỉ ứng nghiệm trên da mà trên cả mái tóc của bạn. Nữ giới có mái tóc khô, quăn, xỉn màu, sơ rối sẽ cảm nhận dễ dàng hơn công dụng dưỡng tóc của loại nước thần kỳ này. Cách dùng quá đơn giản, rót một ít nước hoa hồng vào chai dầu gội, lắc đều và sử dụng hoặc bôi nó lên tóc ngay sau khi gội đầu. Dưỡng môi, bạn sẽ sớm tạm biệt đôi môi thâm, khô, nứt nẻ nếu chăm chỉ xịt nước hoa hồng mỗi ngày. Chưa hết đâu, nhớ massage môi nhẹ nhẹ, từ từ để đạt hiệu quả chăm sóc tối đa nhé. F5 Look Make Up. Chắc hẳn không nhiều bạn nghĩ tới việc xịt nước hoa hồng khi mới xong phần make up. Vậy thì giờ là lúc bạn nên nghĩ tới rồi đấy. Sử dụng nước hoa hồng luôn và ngay sau khi trang điểm sẽ giúp lớp make up được F5 toàn diện và luôn luôn tươi sáng suốt cả ngày dài. Giúp thư giãn khi tắm. Không cần kỳ công rải hoa hồng trong bồn tắm, chỉ cần nhỏ vài giọt nước hoa hồng vào nước tắm, bạn đã có một không gian thư giãn trên cả tuyệt vời. Tại đây sẽ chỉ có sự tận hưởng và thư giãn tuyệt đối, không còn đâu những áp lực và mệt mỏi của cuộc sống thường ngày. Nước hoa hồng dưỡng da Naturally Hatomoji Skin Conditioner 500ml.